Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 14 tháng 5 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 9. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 3, 8. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5436, 9078, 2636. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2682. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 15372, 85541, 13957, 13110, 23371, 62502, 44662. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19471, 44104. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 35452. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87066. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 929509. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 92959.